Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 bộ truyện Thầy Phong Thủy cuối cùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tạ Linh Ngọc dặn tôi mua một chai rượu về. Bữa tối ăn trứng cà chua, canh bí đao và bắp cải hương vị món ăn rất thơm ngon tôi đi chợ về còn làm hai con cá tiểu miu ăn thịt cá rồi quẩy đuôi rời đi sau đó tiểu hắc đi lên ăn xương tôi làm thêm một bát cơm cho tiểu hắc đổ nước rau vào rồi cười nói chó ăn xương chó gặm xương chính là nói mày gặm xương còn thừa của tiểu miu còn ăn rất vui tiểu hắc có chút mất hứng nhìn tôi nó vốn là chó mà thích ăn xương thì đã làm sao? Mấy ngày nay tôi không chơi đùa với tiểu hắc, tôi phát hiện ra ánh mắt nó càng thêm sáng ngời thâm thúy. Nó ngoài việc sủa to hai tiếng bức lui con heo núi dương bào ra thì vẫn còn kém hơn con tiểu miêu một chút. Tiểu miêu nhảy từ trên nóc nhà xuống đánh chết quỷ thân của Yumeru Kawa, tuyệt đối là thần miêu có một không hai. Tạ Linh Ngọc vẫn không ăn cơm, sau khi tôi khui rượu vang đỏ mới mua về, mới phát hiện trong nhà cũng không có ly chân cao. Tạ Linh Ngọc nói thích cầm bát uống hơn, tôi cười nói. Đến đây để tôi rót cho ngài một ly, chúc ngài trẻ mãi tuổi thanh xuân. Cô đặt bát ở dưới mũi, ngửi một hơi, rồi thở dài. Vẫn là rượu sái ở thủ đô ngon hơn, rượu của nước ngoài này thật đúng là uống không quen. Tôi nghi ngờ hỏi. Cô là người thời nhà Thanh Ư. Thời điểm đó, mọi người đều gọi người nước ngoài là quỷ Tây Dương. Tạ Linh Ngọc nhấp một ngụm rượu vang đỏ, dư vị vẫn còn động lại. Thế nhưng mà, hương vị rượu quả thật là không tệ, khá là thú vị. Và miệng rất khó uống, nhưng mà dư vị đậm đà hơn nhiều. Tạ Linh Ngọc không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Con người có nỗi khổ, chẳng lẽ quỷ không có sao tôi có nỗi khổ chẳng lẽ bạn không có tôi nói rượu ngon uống sẽ say uống nhiều sẽ sầu đau mà sầu đau rồi cũng dễ rơi lệ dùng rượu để giải sầu nhưng sầu lại ngày càng dữ hơn không phải lý bạch từng nói nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu sao tạ linh ngọc liên tục uống hai chén đã ngà ngà say hai má ửng hồng da mặt trắng nõn hơn nữa cô còn đang mặc một bộ quần áo đỏ nhạt càng tăng thêm vẻ mê người tạ linh ngọc nói tiêu kỳ anh thấy tôi có đẹp không tôi so với kỷ thiên thiên thì ai đẹp hơn hai người đều đẹp tạ linh ngọc cười ha ha anh đó đầu óc chậm chạp ở trước mặt tôi anh có thể nói tôi đẹp trước mặt kỷ thiên thiên anh cũng có thể nói cô ấy đẹp tôi cũng bật cười vậy thì cô rất xinh đẹp tạ linh ngọc nói anh nói tôi xinh đẹp cũng vô dụng thôi anh không thích tôi tôi cũng vậy tôi nói cô sẽ hạnh phúc tôi đã nói những lời này rất nhiều lần lúc này đây lại ngoài ý muốn nói thêm một lần tạ linh ngọc nhìn ra tâm trạng tôi anh đó lúc nào cũng biết hết tâm tư lên trên mặt cũng không biết nói dối sau bữa ăn, tôi rửa bát sạch sẽ. Cũng đã đến giờ mở cửa hàng hoa. Tạ Linh Ngọc vẫn ôm mèo con ra ngoài như trước. Chặn vàng tối, bầu trời vẫn còn một chút ánh chiều tà. Tôi căng ô ra. Tạ Linh Ngọc trốn dưới ô. Tiểu hát được tôi dắt đi, chạy tung tăng vui vẻ, còn có vẻ mừng rỡ. Anh Quân còn chưa tan làm, tôi tìm một cái bơm xe, đi bơm lốt xe. Ngư Vũ Vi thấy Tạ Linh Ngọc lên tiếng hỏi. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Em thấy ông chủ như sắp giết người vậy đó. Tạ Linh Ngọc nói, không có chuyện gì đâu, chỉ là chị có chút chuyện nên không thoải mái. Anh ấy sao? Anh ấy không phải ông chủ, chị đây mới là chủ. Ngư Vũ Vi chu môi nhìn tôi rồi hỏi. Vậy anh ấy là gì? Tôi cười nói, chủ lớn nhất trong tiệm là cô tạ. Lớn thứ hai là mèo con, thứ ba là chó con. Còn tôi sao? Chuyên môn chạy xếp hàng. Ngư Vũ Vi cười nói, em còn tưởng rằng anh là ông chủ cơ đó. Buổi chiều, Vũ Phạm gọi điện thoại đến, nói sau khi anh ta uống bí kíp, thật sự kéo ra một con sâu. Hiện tại toàn thân thoải mái, giống như sống trở lại. Ông chủ tiêu, cảm ơn cậu nha. Nếu như có tin tức về hoa bỉ ngạn rắn tôi nhất định sẽ chú ý giúp cho cậu. Tôi hỏi, có bắt được trùng không? Tôi nào dám bắt trùng, sau khi kéo ra, lập tức xả vào bồn cầu. Tôi âm trầm nói, mẹ kiếp, Diệp thanh u chính là một kẻ lừa đảo. Tôi không biết rốt cuộc anh được chia bao nhiêu tiền. Chuyện này để cho anh nhớ lâu một chút, nếu còn dám lừa gạt tôi, thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Vũ Phạm run rẩy không dám, không dám mà. Lúc 8 giờ, trước cửa có một đám bảo vệ. Hứa Quảng Sinh đi vào trong cửa hàng, mấy người còn lại đang chờ ngoài cửa. Thì ra mọi người đang muốn đi thăm mã sông hỉ, mua một bó hoa. Hỏi tôi nên mua hoa gì thì hợp lý. Ngư Vũ Vi giới thiệu một chậu lay ơn, có thể đặt ở đầu giường, mùi hương cũng không quá nồng. Hứa Quảng Sinh nhìn tôi thở dài. Ôi, một người tốt như thế nào! vậy mà bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Tôi quan tâm hỏi, là ai đã trả viện phí? Anh ta có được tính là nhập viện vì tai nạn lao động hay không? Hứa quản sinh miễn cưỡng nặng ra nụ cười. Hiện nay, cậu ấy vẫn chỉ là nhân viên tạm thời, ký một hợp đồng đơn giản. Bên bất động sản cũng chỉ trả 20.000 tệ. Nhưng tôi nghe nói thành phố quy định, tình huống này Họ sẽ chi trả tiền thuốc men trước, thuộc hành vi làm việc nghĩa, nhưng chờ sức khỏe cậu ấy tốt rồi thì cũng phải trả lại tiền. Hứa Quảng Sinh nhìn Ngư Vũ Vi chọn hoa lay ơn, thầm thở dài. Nếu cậu ấy được sống thì cũng không trả được tiền, còn không bằng chết đi, có thể cho người nhà một chút trợ cấp. Tôi miễn cưỡng cười nói, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Ngư Vũ Vi đơn giản bó một bó lay ơn, mỉm cười đưa cho hướng quản sinh. Anh Quân nghe xong câu chuyện, bèn đưa cho hướng quản sinh 300 tệ, giơ ngón tay cái lên khay ngợi. Người anh em kia đúng là đáng mặt đàn ông, đợi cậu ấy khỏe rồi phải cùng nhau uống rượu mới được. Tôi cũng đưa cho anh ta 200 nhân dân tệ, biểu thị tâm ý. Kỳ thật tôi biết Sáng nay, nếu như không phải tôi gọi Mã Song Hỷ đi ra đón Tôn Quân Liễu, thì có lẽ anh ta vẫn còn sống tốt. Qua hai ngày, trong bệnh viện truyền đến tin Mã Song Hỷ không cứu được nên đã qua đời. Chỉ phí chủ trị cũng mất hết vài chục ngàn tệ. Công ty bất động sản dựa theo đãi ngộ của công nhân tạm thời trả tiền bồi thường. Sau khi trừ 20 ngàn tệ tiền thuốc men, số tiền đến tay cha mẹ Mã Song Hỷ đã không còn bao nhiêu. Nhưng Mã Song Hỷ vẫn còn có một đứa em trai, nên gia đình cũng không tính là tuyệt hậu. Nhà Mã Song Hỷ ở lại Giang Thành 7 ngày, sau đó cha mẹ già kéo thi thể con trai về quê, toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con trai Úc. Nghe nói họ đã tốn mấy ngàn tệ để đưa hài cốt về quê. Cha mẹ Mã Song Hỷ tiết tiền, cuối cùng các anh em bảo vệ phải góp tiền để nhà tang lễ trực tiếp đưa về trên báo có một đoạn nhỏ cha mẹ già của mã sông hỷ đã được vương hán tiếp đón vương hán khen ngợi cha mẹ mã thị đã nuôi dạy được một đứa con trai tốt trước khi chào tạm biệt ông ta còn nói tôi thay mặt cho cơ quan cảnh sát xin lỗi đã để cho bọn cướp hành hung sau này tất cả cảnh sát đều là con trai của hai người Hai vợ chồng già không chỉ nhận được con trai mà còn được 800 tệ tiền bồi thường. Báo chí đưa tin rộng rãi, Vương Hán có đạo đức tốt là một đại diện điển hình của sự tiến bộ. Một số tờ báo còn làm một đoạn phim dài quay lại cảnh trao tiền bồi thường. Nghe nói mỗi phóng viên đi phỏng vấn trở về đều được 500 tệ phí quảng cáo. Ngoài mã sông Hỷ ra, còn có hai tên du côn ngày đó lái xe màu trắng cũng đã qua đời bởi vì bọn hắn là hung thủ nên không ai quan tâm, cha mẹ bọn hắn cũng xấu hổ xám xịt rời đi. Mã Song Hỉ có hai người bạn trên đường xuống Hoàng Tuyền, cũng không tính là cô đơn lẻ loi. Hơn nữa sự kiện Tôn Quân Liễu bị người ta đuổi giết, bị thương nặng đã được xác định là cướp bóc bất thành. Bản thân Tôn Quân Liễu nuôi cổ trùng, được xem là tham gia hoạt động tài giáo. Hơn nữa cô ấy còn thần kinh thất thường, nên tạm thời bị nhốt trong khoa tâm thần của bệnh viện. Cảnh sát cũng yêu cầu các chuyên gia có liên quan đưa ra kết luận. Nếu như cô ấy thật sự có vấn đề, thì đưa thẳng đến bệnh viện tâm thần để điều trị nhân đạo. Vương Hán một lần nữa tuyên bố: chúng tôi không từ bỏ bất kỳ công dân nào, luôn hết lòng quan tâm đến bệnh nhân tâm thần. Tạ Linh Ngọc thấy tôi cầm tờ báo lên đọc, mới nói đừng chán nản nữa mọi chuyện đều đã qua rồi từ xưa đến nay người nghèo đấu không lại người giàu người giàu đấu không lại quan phủ tôn quân liễu đã quá coi trọng bản thân còn anh anh là một thầy phong thủy chuyện phàm trần không liên quan nhiều đến anh anh đến phòng tôi một chút giúp tôi xem hai việc này lần đầu tiên tôi được tạ linh ngọc mời đi vào phòng cô ấy tim đập nhanh hơn kích động không thôi Bên trong phòng còn có một mùi thơm thoang thoảng. Những viên đá đen lớn nhỏ khác nhau bày đầy trên bàn, được tạ Linh Ngọc tự mình mua từ tao bao về. Đây đều là cô đổi từ trên người tiểu quỷ. Những hòn đá nhỏ được bao quanh bởi một vòng tròn, ở giữa là một con búp bê sứ. Tạ Linh Ngọc nói, đừng nhìn lung tung. Tôi đáp, thành thật mà nói, cô không phải là hoa hậu thế giới, cũng không ăn mặc như những phụ nữ hiện đại không có sức hấp dẫn gì với tôi, có gì đẹp đâu chứ. Tạ Linh Ngọc trừng mắt nhìn tôi một lát, rồi dùng tay chỉ vào đầu tôi. Tránh ra cho tôi. Tạ Linh Ngọc chỉ vào con búp bê sứ rồi nói. Hai ngày nay tôi rất bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh giúp tôi xem một chút. Tôi đặt tay lên trên con búp bê sứ, chịu cảm thấy một dòng cảm xúc sao động dâng lên. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ lần cuối tôi phát hiện thùng sắt xi măng. Cậu bé trong búp bê sứ lại bồn chồn tôi cũng không biết lý do tại sao. Tôi tập trung, cố gắng giao tiếp với cậu bé, nhưng không có phản ứng. Kiểu giao tiếp này giống như rào cản ngôn ngữ. Cậu bé không hiểu ngôn ngữ của tôi, và tôi cũng không hiểu ngôn ngữ của cậu bé. Hoặc là cậu nhóc ấy không muốn giao tiếp với tôi, cậu nhóc không tin tôi nên không giao tiếp với tôi ví như là sau khi tôi gọi điện thì cậu bé trực tiếp cúp máy về mặt vật lý từ trường không đúng thì không thể kết nối được nhau tôi nói cậu bé hoàn toàn không đếm xỉ đến tôi tôi cũng không thể nào giao tiếp với quỷ được tà linh ngọc khẽ nhún vai lúc trước cậu nhóc còn nói chuyện với tôi mấy ngày nay chúng tôi cũng không có gì để nói nên cũng không nói chuyện Đến nửa đêm nó lại nghiến răng, khiến cho tôi vô cùng bất an. Có lẽ cậu nhóc nhớ mẹ. Thôi bỏ đi, anh đến xem người này là ai. Trong máy tính là một bức ảnh lớn trên đó viết: Đại hội đạo sĩ lần thứ 17. Bên trong còn có ảnh tin tức chuyên ngành, trong đó có một người rõ ràng chính là Ngô Công Phi Thiên. Dưới ảnh là dòng chữ giới thiệu, ông ta là đại biểu của Tam Thanh Sơn Giang Tây danh hiệu cơ nhu nguyệt tôi cười nói tên đạo nhân kia khoe khoang với tôi ông ta là thành viên của hiệp hội đạo giáo quốc gia không ngờ lại là thật vũ phàm cũng từng nói với tôi hiệp hội này tổ chức họp tại khách sạn vị ương là một khách sạn năm sao hiệp hội đạo giáo thật đúng là có tiền tà linh ngọc cười lạnh một tiếng quan tâm đại hội gì chứ ông ta dám ức hiếp tôi tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta sẽ không để cho sống thoải mái đâu. Tôi cũng không biết một nữ quỷ trăm tuổi sẽ xử lý một tên đạo sĩ thích thu thập quần lót bằng cách nào. Dùng sắt để dụ dỗ hay sao? Ôi tôi cũng có chút mong chờ rồi đây. Tạ Linh Ngọc hỏi xong lại đuổi tôi ra khỏi phòng. Thời gian rảnh rỗi nhàm chán tôi tiếp tục đọc sách. Sau khi đọc xong Bát trạch minh kính, tôi bắt đầu đọc Hám Long Kinh. Cũng là tác phẩm của Dương Quân Tùng, nói về địa lý điểm huyệt. Bất trì bất giác đã đến buổi chiều, đến giờ bán hoa. Tạ Linh Ngọc đầy vui vẻ đi ra. Tôi hỏi cô ấy có muốn xử lý ngô công phi thiên hay không? Tạ Linh Ngọc đáp. Đã hành động rồi. Cô ra vẻ thần bí, mặc kệ tôi hỏi như nào cũng không lộ ra, chỉ là không ngừng mỉm cười rạng rỡ. Chúng tôi đi xuống dưới lầu, hứa quản sinh đang đốt giấy. Bên cạnh có đặt một ít vàng mã, tiền do ngân hàng thiên đường phát hành sắc trời đã chặn vạn lúc đốt lửa lên khói nhàn nhạt tản ra tôi tự hỏi tiền tệ do ngân hàng thiên đường phát hành ở địa ngục có thể nhận được không nếu như tôi xuống địa ngục thì tuyệt đối đừng đốt tiền do ngân hàng thiên đường phát hành cho tôi nếu như tôi mở một cái ngân hàng ở địa ngục thì có phải sẽ kinh doanh tốt hơn không hứa quản sinh vừa đốt vừa nói Hỷ Tử à, tình cảm hai anh em chúng ta rất tốt, nhưng đêm xuống hồn cậu đừng có đến tìm tôi. Mã Song Hỷ đã chết được 7 ngày, ngoài Hứa Quảng Sinh ra thì hình như không có ai nhớ đến anh ta. Tôi đi lên hỗ trợ đốt giấy rồi nói, nếu như người ta chết bất đắc kỳ tử, bình thường đều sẽ trở về, đều kéo bạn bè đi cùng. Chắc bình thường Song Hỷ với anh chơi thân nhất. Hứa Quảng Sinh liên tục lắc đầu, không có không có, bình thường chúng tôi thích đùa mấy chuyện vui vẻ thôi, đều là mấy chuyện thú vị cấp thấp. Cậu ấy không đến mức thật sự tìm tôi chứ. Phạm là người chết bình thường thì khả năng hồi quay về sẽ ít hơn nhiều. Nếu chết oan thì không, quỷ sai sẽ thả anh ta trở về một mình. Anh ta vẫn có khả năng trở về tìm hứa quản sinh. Tôi nói, anh ấy lấy một cành liễu, lấy chút rượu mà Mã Song Hỷ thích uống rồi rót cho anh ta một chén đặt cành liễu vào bật một cái đĩa cd lên để anh ta thỏa thích lần cuối sau đó anh trốn ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn nếu anh ta uống rượu của anh thì anh sẽ ổn thôi nếu như anh ta không uống rượu của anh thì anh cũng không sao cùng lắm là kéo chân anh không chịu đi chờ sáng mai thức dậy anh sẽ bị bệnh nặng anh không phải là người đã hại anh ta anh ta sẽ không lấy mạng của anh đâu tôi nói phương pháp cành liễu chủ yếu là vì lá liễu có tính hàng thuộc âm giang hồ truyền nhau rằng nếu như người âm thầy phong thủy âm dương sư lợi hại muốn mời quỷ sai uống rượu thì đều sẽ đặt một cành liễu ở trên đó hứa Quảng sinh ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi nếu cậu ấy lôi kéo tôi không buông thì phải làm sao bây giờ đại sư ạ à, xin ngài chỉ điểm tôi nói đừng có sợ Cưng mắng anh ta, cưng mắng anh ta té tát, càng hung dữ càng tốt. Còn nữa tôi sẽ cho anh một lá bùa bắt quỷ, anh nhét vào túi là được rồi. Hứa Quảng Sinh đưa tay tiếp lấy rồi gật đầu nói. Đa tạ đại sư, nếu ngày mai tôi bình an vô sự, thì tôi nhất định sẽ đội ơn anh, ghi lòng tạc dạ. Không có gì, tôi cười nói. Tiểu Hắc có vẻ hơi lạ, nó sủi lên vài tiếng, bị tôi mắng không có chuyện gì thì đừng có sủa loạn làm cho tâm thần tao bất an. Đi thôi, chúng ta đi vào cửa hàng hoa. Mày với tiểu miu còn bồi dưỡng tình cảm với nhau đấy. Nó vẫn luôn xem thường mày. Cũng không biết khi nào mày mới có thể mở mắt âm dương đây. Bóng vuốt mèo con có thể hóa giải quỷ thân, còn mày phải nỗ lực chút. Tiểu Hắc nghe thì mất hứng, không thèm sủi tiếp. Lúc ấy tôi bị ma xui quỷ khiến đã quên mất một chuyện. Hơn nữa chuyện này rất quan trọng. Ngoài mã xong hỉ ra, vẫn còn hai tên côn đồ đã chết trong bệnh viện. Hứa Quảng Sinh đốt vàng mã xong thì lập tức đi mua một chai rượu hoàng hạt lâu 17 tệ về. Anh ta là làm thêm chút đậu phộng, chuẩn bị hai cái giò heo, đến chỗ người bán hàng rong ở cửa chợ đêm mua một bộ phim khiêu dâm Âu Mỹ. Hình như tên là Bà Chủ Nóng Bỏng Đại Chiến Anh Da Đen mở đầu chính là màn chiến đấu vật lộn, cực kỳ thảm thiết, rất là bốc lửa. Tôi và Tiểu Hắc đến cửa hàng hoa. Lúc này tôi mới phát hiện, ngư vũ vi giống như một nụ hoa e ấp, được lưu kế bảo và thiết ngư vây quanh. Lúc tôi và Tạ Linh Ngọc đến, ba người còn đang nói chuyện phím, bàn chuyện đang hot trên mạng. Buổi chiều, trên mạng xuất hiện một tin tức. Một đạo sĩ tham gia Hiệp hội Đạo giáo khóa 17 là kẻ có đam mê sưu tầm quần lót. Hơn nữa ông ta còn nhiều lần chiến đấu cùng bảy tám phụ nữ một lúc, dùng kiếm của đạo giáo chiến đấu. Nghe nói tràn diện vô cùng nóng bỏng. Bài viết được đăng trên một số trang web, tình tiết chân thật, hình ảnh chi tiết xác thực. Tạ Linh Ngọc cười không nói gì, lặng lẽ nói cho tôi biết. Lúc Ngô Công Phi Thiên trốn đi, đã quên lấy điện thoại di động của mình Điện thoại di động kia bị Tiểu Miêu ngoạm lấy, đặt ở trong túi của tôi. Sau đó Tiểu Miêu đã đưa điện thoại di động cho Tạ Linh Ngọc. Bên trong có không ít ảnh chụp và trận mọi thói xấu của Ngô Công Phi Thiên. Cư dân mạng tin mắt đã nhanh chóng lên mạng dựa theo đặc điểm trình bày mà tìm được cơ nhu nguyệt. Mọi người nhất thời xôn xao. Tôi nói, có thể cho tôi xem mấy bức ảnh đó có được không? Tạ Linh Ngọc đá cho tôi một cước. Đúng là không biết xấu hổ, đầu óc đang suy nghĩ gì? Anh còn muốn xem hết mấy ảnh đó hay sao? Này, không phải cô đã xem hết rồi ư? Ừ. Đến 10 giờ tối, bài viết trên các diễn đàn lớn đồng loạt bị xóa, nửa giờ sau có tin đồn truyền ra, nói cư dân mạng phát huy trí tưởng tượng vô khống văn hóa đạo giáo. Đồng chí Cơ Như Nguyệt là chuyên gia nghiên cứu văn hóa đạo giáo, đã sớm cắt đứt dục vọng nam nữ. Đây là ném nước bẩn vào chính sách tôn giáo của đảng. Loại hành vi này nhất định phải bị quần chúng nhân dân lên án. Rất nhanh đã có người tới bao che. Cơ Nhu Nguyệt là thư sinh văn nhã, một vị đạo nhân nhẹ nhàng, là tiên đạo nổi danh Tam Thanh Sơn. Đám tiểu nhân dùng tâm hiểm ác đúng là đáng ghét. Tài Linh Ngọc vô cùng tức giận, sớm biết như vậy, cô ấy đã ấp hàng loạt lên rồi. Tôi nói, chị à, chị cũng đừng có đăng nữa, cơ du nguyệt có thể xóa bài viết thì nhân vật kết giao với ông ta nhất định rất là lợi hại đấy lúc này tạ linh ngọc mới từ bỏ nghiến răng nghiến lợi nói tôi sẽ không để yên như vậy đâu cô ấy thấy tôi lo lắng hình như lo tôi bị vào đồn mới vỗ ngực nói đừng lo tuy rằng đầu óc tôi không linh hoạt nhưng chắc chắn bọn họ không điều tra được là tôi đăng bài đâu tôi hỏi tại sao Tạ Linh Ngọc trầm giọng nói. Muốn tìm, cũng chỉ có thể tìm được anh mà thôi. Ôi trời ơi! Lúc trước, tổ sư gia nói phụ nữ khó chơi, chắc chắn là có đạo lý. Một cước mà Trần Đồ Đồ đạp tôi đến bây giờ hãy còn cảm thấy đau. Nếu như đầu óc tạ Linh Ngọc không linh hoạt, là còn dùng chứng minh thư của tôi để đăng ký, vậy thì người hơn nửa đêm được mời đi nói chuyện về phát triển tôn giáo chính là tôi. Lúc tôi còn đang lo sợ bất an, tiểu hắc lại lùng nữa kêu lên, căng ống quần tôi đòi quay về. Tôi ngồi xổm xoa đầu tiểu hắc. Sao vậy? Mày cũng muốn thay tao kêu oan sao? Tiểu hắc sủa gâu gâu, phỏng chừng là đang nói tôi suy nghĩ quá nhiều. Ngư vũ vì nói, Chẳng lẽ trong nhà bị trộm, chó con bất an nên mới kêu loạn. Tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 10 giờ, nghĩ thầm theo lý thuyết khả năng bị trộm là rất nhỏ. Chẳng lẽ do hôm nay là đêm hồn của Mã Song Hỷ quay về, nên Tiểu Hắc mới sủ không ngừng. Lúc ở thôn Bạch Thủy, lần đầu tiên tôi đến nhà trưởng thôn Bạch Quảng Đức, Tiểu Hắc bất an là do mộ phần trong núi và thi thể nữ trong nhà người điên sắp lên cơn. Tôi lập tức chạy về tiểu khu, càng đến gần tiểu khu thì tiểu hắc càng lo lắng. Thì ra sau khi hiện trường được xử lý xong, Lối ra vào đã mở trở lại, các bức tường bị phá vỡ của khách sạn đã được trang trí lại và đưa vào sử dụng. Con đường đầy máu đã được rửa sạch sẽ bằng bàn chải và dung dịch khử trùng 84, dường như không còn một chút dấu vết. Nếu như bạn lần đầu tiên đi lên lối dốc này thì bạn sẽ không thể tưởng tượng được, cách đây không lâu đã có người từng chết ở đây. Có ba người ngồi trong phòng bảo vệ đang có vẻ mặt căng thẳng tiếng nói chuyện rất lớn đứng ở tít đằng xa cũng có thể nghe thấy phỏng chừng trong lòng họ đang cắn rứt họ từng lừa lấy thước và đĩa cd của mã sông hỉ tôi tiến lên hỏi hứa Quảng sinh có ở đây không một nhân viên bảo vệ mới hỏi anh là ai tìm anh ta làm gì hai nhân viên bảo vệ bên cạnh vội vàng lên tiếng xin lỗi à, anh ta ở ký túc xá bên kia anh ta chuẩn bị không ít đồ ăn, có lẽ là buổi tối muốn thả lỏng một chút, còn chuẩn bị cả đĩa CD. Tôi khẽ gật đầu, vừa định đi thì bảo vệ lại hỏi, "Đại sư à, tôi không biết có nên nói chuyện này hay không." Tôi nói, "Có chuyện gì thì anh cứ nói đi." Vẻ mặt bảo vệ có vẻ nghiêm trọng hơn. Vừa rồi, trong tiểu khu có một đứa trẻ nói, nó nhìn thấy hai người không có chân bảo vệ mới đến cười ha ha không có chân tôi còn không có ngực đây này có lẽ câu đùa này không buồn cười chút nào cho nên tất cả mọi người đều không cười tôi gật đầu nói đã biết rồi kéo tiểu hắc vừa đi vừa chạy chuẩn bị đồ gương mặt bảo vệ mới đến mọc đầy mụn cậu ta nói là ai vậy còn lôi theo một con chó cỏ để làm màu tôi lấy xong đồ đạc gồm một thanh thuốc ngọc một bó dây thừng đỏ và hai túi phân khô của tiểu hắc. Tôi còn nhét một chai nước tiểu đồng tử mà mình dùng 5 cây kẹo mút anh đối với hai đứa nhỏ trong tiểu khu. Lúc ấy hai thằng nhóc đó còn tè ra tay tôi, cứ nhắc đến là tôi thấy tức. Ký túc xá của bảo vệ là một gian phòng nhỏ đối diện đại sảnh quản lý. Bên trong có bày hơn 10 cái giường tầng, hơn chục người ngủ trong căn phòng này. Dọc theo đường đi, ánh đèn có chút u ám, không lâu sau tôi đã đi đến ngoài cửa, nhìn thấy một người trốn bên trong bụi cỏ. Lúc đến gần mới thấy là hứa quảng sinh. Anh ta đang cầm một cái kính viễn vọng trong tay, cẩn thận quan sát qua khung cửa. dáng vẻ giống như người chỉ huy trong phim Chiến tranh, vẻ mặt chuyên chú. Trong ký túc xá truyền đến những tiếng động kỳ quái là giọng tứ xuyên. Trong lòng tôi buồn bực, không phải là bộ phim bom tấn Âu Mỹ, bà nội nóng bỏng 80 tuổi đại chiến anh da đen đó sao? Sao lại có giọng nói tứ xuyên? Sau đó là một đợt tiếng rên rỉ của nam nữ sau cơn mây mưa. Tôi nghe nội dung đúng là tên của người Âu Mỹ. Đoán chừng là sợ người không học tiếng Anh không có hiểu, nên còn đặc biệt lồng tiếng. Hơn nữa diễn viên lồng tiếng là người tứ xuyên. Hứa Quảng Sinh vừa nhìn vừa hít thở nhẹ, tôi đi qua hỏi. Anh đợi bao lâu rồi? Hứa Quảng sinh ngã lăn quay trên bãi cỏ hơn 2 mét. Anh ta vội vàng dập đầu lại. Tôi nói, tôi nói. Lần đó, nửa gói thuốc lá mà cậu giấu dưới gối là do tôi hút của cậu. Chai rượu cậu giấu cũng là tôi uống. Xong hỉ, xong hỉ, cậu đừng có hại tôi. Tôi cười to. Là tôi, cho tôi xem kính viễn vọng một chút. Hứa Quảng sinh thấy là tôi mới bình tĩnh lại, Ôi thật sự là đại sư sao Không phải là song hỷ Sau đó anh ta lại nhìn qua con chó Bên cạnh tôi Tôi nhận ra con chó kia Sẽ không biến hình Thì ra là đại sư Suýt nửa dọa tôi tè ra quần Hứa Quảng sinh đi lên Đưa kính viễn vọng cho tôi Tôi cầm nó trên tay Ngồi xổm trên bụi cỏ Rồi điều chỉnh tiêu cự Nhìn qua tấm kính Thấy giữa ký túc xá có đặt một cái bàn Trong đó có một ly rượu dùng một lần đựng đầy rượu hoàng hạt lâu. Còn có một cành liễu cắm vào cốc rượu. Bên cạnh là một gói hoàng hạt lâu 20 tệ đã mở sẵn, cắm ở trên một cái bánh bao. Thuốc đã được châm lửa, khói thuốc bám đầy trên vỏ bánh. Trên đĩa đậu phộng, tai lợn, móng giò cũng có cắm một cành liễu. Hứa Quảng Sinh hỏi tôi. Đại sư, ngài xem thử, sông hỷ đã đến hay chưa? Có vẻ như bên trong cái ly dùng một lần vẫn còn đầy hẳn là không có dấu vết xê dịch. Nhưng tôi cũng không chắc lắm nên nói. Có lẽ còn chưa tới, thời gian hãy còn sớm, chắc là khoảng 12 giờ mới đến. Hứa Quảng sinh ngừng một hồi rồi lại hỏi. Ông cụ nhà chúng tôi nói, bình thường người ta chơi thân với ai nhất, thì lúc họ chết sẽ quay về kéo người đó xuống chơi cùng. Chuyện này có thật không? Tôi ra vẻ suy nghĩ sâu xa một hồi. Làm sao mà giả được Lời các cụ nói đều là trải qua thời gian đúc kết mà thành. Thôn chúng tôi có một ông già 80 tuổi vừa chết. Không tới hai ngày sau có một ông lão khác cũng chết theo. Chính là cái người ngày ngày chơi cờ với lão. Hứa Quảng Sinh bàng hoàng hồi lâu quỳ xuống rồi năn nỉ. Người anh em à, cậu phải cứu tôi. Cậu phải cứu tôi đó. Nhà tôi chỉ có một người con trai là tôi thôi. Nếu như tôi chết thì sẽ hết tuyệt hậu. Tôi nói. Không sao đâu, không phải còn có tôi đây sao? Trên thực tế, bạn sống đến hơn 80 tuổi vốn đã không có nhiều bạn bè. Những người bạn chơi với bạn khá thân từ nhỏ đến lớn đều đã qua đời. Bạn nhất định sẽ phải đối mặt với nỗi cô đơn bất tận, khả năng sống một mình cũng ít. Bạn bè đôi khi cũng là trụ cột trong cuộc sống của con người. Đến 11 giờ rưỡi, đĩa CD nóng bỏng dài 2 tiếng cũng đã chiếu hết, nhưng vẫn chưa thấy có gì khác thường. Chẳng lẽ anh ta không trở về? Tiểu hắt gục đầu ngủ trên bụi cỏ, hai con dế nhảy qua mũi khiến nó nhìn không được hắt hơi một cái, thò chân giữ lấy mũi một chút. Giống như giày vò chờ đợi cho qua khúc dạo đầu, lúc chỉ còn cách 12 giờ đêm nửa tiếng là gian nan nhất. Dù đang là trời đêm giữa tháng 6, nhưng trên bầu trời khó có được mấy ngôi sao. Tôi bảo Hứa Quảng Sinh lấy chút gạo trắng ra tôi cần dùng. Hứa Quảng Sinh không nói hai lời, đã lấy ra khoảng 3-4 cân. Tôi rắc một hàng gạo trắng ở trước cửa ký túc, lại thuận đường rắc ở dưới cầu thang. Tôi vừa mới rắc gạo xong, lại rắc thêm một ít nước lên trên. 12 giờ kém 15, rốt cuộc tôi cũng nghe được chỗ hạt gạo truyền đến tiếng sàn sạc rất nhỏ có thứ gì đang đi lại trên đó. Tôi không nghe thấy tiếng động ở cửa, không biết có ai đi vào hay không. Đĩa CD vốn đã phát xong, nhưng giờ phút này lại truyền ra tiếng, hình như có người mở đĩa ra. Tôi hỏi Hứa Quảng Sinh, máy này có chức năng tự động phát hay không? Hứa Quảng Sinh vừa nói vừa rung, không có, làm gì có máy móc nào cao cấp như vậy. Tôi nói, nếu như, nếu như tôi đoán đúng thì đã có một con ma đi vào và đang xem đĩa. Tôi lấy kính viễn vọng của hứa quảng sinh ra nhìn qua cửa sổ. Một bàn tay dơ lên kéo rèm cửa. Hứa quảng sinh hỏi. Liệu cậu ấy có uống rượu ăn thịt rồi rời đi hay không? Hay là đến kéo tôi đi cùng? Tôi nói. Chờ một chút. Trên con đường rắc gạo trắng có thể lờ mờ thấy hai dấu chân đi qua. Chân quỷ dính hạt gạo sẽ để lộ hành tung chờ hắn uống rượu xong. Nếu hắn không đi ra, thì tôi sẽ đi vào xem thử một chút. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Dưới ánh đèn ven đường, hai ác quỷ không có chân. Trên tay cầm một con dao dài đi về phía tôi. Hai con quỷ hung thần ác sát bay tới. Tôi đưa tay vỗ mông hứa quản sinh. Anh chạy đi nhanh đi, có nguy hiểm đến. Hứa quản sinh không nhìn thấy ác quỷ không chân, vì vậy hỏi tôi. Cậu ấy muốn dẫn tôi đi sao? Tôi nói, không, anh mau chạy đi. Hứa quản sinh không chút do dự lao đi, dứt khoát lưu lát. Tôi cố ý chửi lên. Mẹ nó, lần sau đừng để tao thấy mày nhìn trộm nữ chủ nhà tắm rửa. Thấy một lần sẽ đánh một lần. Tôi đứng lên ở phía đối diện đi tới chỗ hai ác quỷ không chân. Chờ tôi đi lên nhìn mới phát hiện là hai tên lưu manh không cứu được chết cùng ngày với mã song hỉ. Con dao dài trong tay sáng loáng không hay rồi, bọn họ trở về chơi đùa với mã song hỷ. Tôi vừa đi vừa hát. Hôm nay là một ngày tốt lành, chuyện mong muốn đều có thể thành công. Tôi cố ý làm bộ như không nhìn thấy bọn họ trong lòng hoảng hốt. Thước ngọc bên hông bất an tỏa ra ánh sáng xanh. Tôi lấy thước ngọc ra nói. Gầy huỳnh quang trong buổi hòa nhạc đúng là rất sáng. Những con quỷ nhanh chóng bay đến, còn tôi đi qua giữa hai bọn họ. Hai con quỷ không giống như đến giết tôi. Chúng để tôi đi qua. Trong nháy mắt, khi tôi lướt qua bọn chúng, tôi lập tức quay người kéo hai bả vai của bọn chúng. Này, đại ca, tôi hỏi một chuyện. Gần đây có nhà vệ sinh hay không? Tôi đang rất gấp. Hai con quỷ quay đầu, trên gương mặt còn có thể nhìn thấy vết nứt. Một miếng sắt còn đang găm ở trong đó. Nhìn bên ngoài còn thấy có trùng bò trên tráng chúng mở miệng ra còn có thể thấy một cái răng vỡ liên tục chuyển động ở trong miệng hai con quỷ có vẻ hơi do dự chúng liếc mắt nhìn nhau trao đổi sao nó có thể thấy chúng ta không phải mọi người không thể nhìn thấy chúng ta sao tôi nói không biết thì thôi tôi tùy tiện tìm một chỗ đi tiểu là được hai con quỷ ngốc nghếch quay người tiếp tục chạy đi chúng đi cực kỳ nhanh đột nhiên Tôi cảm thấy lưng mình như bốc khói, hai hàm răng va và mạnh vào nhau. Bọn chúng nói mấy từ tôi nghe không hiểu, tôi đoán đại khái có lẽ là: "Hỏa kiềm anh đang tự nướng mình ăn đấy sao?" "Lưu Minh, không phải anh cũng đang tự thiêu ư?" Trên lưng bọn họ đều dán một tấm bùa diệt quỷ, lúc tôi kéo bả vai bọn họ đã dán lên rồi. Tôi biết bọn họ đã phát hiện rồi bỏ chạy mà không nói gì gió thổi bên tai, hai con quỷ phát ra tiếng động kỳ lạ, vừa chạy vừa la. Đèn đường hai bên bị tiếng la chói tai đập vỡ, mảnh vỡ rơi lột bột xuống trên đường đi. Tôi chạy một vòng quanh tòa nhà, rồi trở lại cửa ký túc xá. Tiểu Hắc đang nấp trong bụi cỏ như trinh sát viên, hai chân trước thả lỏng đặt ở phía trước cũng không dám thở mạnh. Một tay tôi ôm lấy Tiểu Hắc chạy đến cửa ký túc xá bảo vệ, dùng một chân đá văng cửa. Đĩ đi bên trong cũng đã đến thời điểm quan trọng trước sau giáp công, cực kỳ vui sướng. Mặt mã song hỷ đang ngồi cạnh bàn cũng đỏ bừng, mặt đất đổ đầy nước, chai rượu đã uống hết, cành liễu đã chuyển sang màu đen. Xem ra mã song hỷ đã uống gần hết, chắc là anh ta không có vấn đề gì, không phải tới đòi mạng. Anh ta trở về chỉ là muốn uống rượu, ăn một bữa cơm, rồi xem một bộ phim chứ không có ý định nào khác. Mã song hỷ thấy tôi tiến vào theo thói quen đi tắt đĩa tôi giữ chặt tay anh ta rồi nói không sao xem một chút cũng không sao nhưng hai tên du côn kia đã đuổi giết tới rồi anh trốn đi mà song hỷ khẽ gật đầu cũng không quá ý anh ta leo lên giường của mình đắp chăn lên người còn có thể thấy tấm chăn đang run rẩy khi còn sống thiện lương không nghĩ tới sau khi chết cũng không biết làm ác anh ta vẫn thành thật với bổn phận như trước. Tôi cầm lấy móng heo trên bàn, bôi hai lượt lên mặt, thay quần áo bảo vệ treo trên tường ký túc xá rồi ngồi trên ghế nhìn vào màn hình. Quá tàn nhẫn rồi, sức chiến đấu của một bà lão Âu Mỹ cũng quá là mạnh rồi, tôi không đành lòng xem tiếp. Hai người ở bên ngoài đã bị tôi dùng bùa bắt quỷ làm sống dở chết dở, bọn chúng lần theo khe cửa tiến vào. Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi lại chậm rãi cúi đầu, không để ý đến bọn họ nữa. Hai con quỷ ở cửa sửng sốt một hồi, vẫn cầm dao đâm về phía tôi. Chúng đã coi tôi là mã sông hỷ. Rốt cuộc tôi cũng nghe được lời nói của hai người. Hỏa kiềm tao chết oan uổng, lưu minh tao cũng chết oan uổng. Đều do tên bảo vệ nhà mày ăn no rửng mỡ, cản đường tài lộc của bọn tao. Hỏa Kiềm và Lưu Minh chết không nhắm mắt. Bọn chúng đổ hết mọi chuyện lên trên người Mã Song Hỷ. Cả hai cùng ngày hồi hồn trở về chờ Mã Song Hỷ, muốn giúp anh ta thêm một lần nữa. Người xưa nói tân quỷ tam lưỡng trùng. Quỷ hồn nhạy tinh của hai người không thể chịu được. Chỉ cần một trận gió lớn là có thể bị thổi bay. Nhưng mà oán hận của chúng lại rất mạnh, có thể giữ được thân quỷ. Nếu bọn tao không giết được mày, thì không phải là hóa kiềm và lưu minh Bọn chúng nói xong, lập tức cầm dao xông lên giết. Tôi nói, tôi bị mấy người giết chết, còn chưa oán trách. Ngược lại các người còn tìm đến cửa. Các người nên đi tìm người đã động tay động chân với các người, chứ không phải là tôi. Hỏa Kiềm hơi sững xấu một chút, nhưng vẫn xông lên. Lưu Minh cũng lập tức xông lên. Bọn tao sẽ không bao giờ bán đứng đại ca. Tôi tránh được một nhát dao, sau đó mở chai nước tiểu đồng tử đã dùng 5 cây kẹo mút đổi được ra, rồi rắc thành một vòng tròn xuống đất. Lúc hỏa kiềm và lưu minh xông lên, ngay lập tức, bị nước tiểu vây quanh, không thoát ra được. Tiểu hắc vừa rồi sợ gần chết, cũng bắt đầu kêu to, giống như lòng tin đã trở lại. Bọn họ là quỷ mới, so với bạch vũ 10 năm, chính là múi rìu qua mắt thợ, sức chiến đấu chênh lệch rất xa, Tôi đót cho họ hai ly rượu Sau đó bật đầu đĩa lên nói Đừng nhúc nhích Chờ đến bình minh xem xong rồi trở về đi Xem băng đĩa uống chút rượu Công hiệu của nước tiểu đồng tử Là có hạn Phỏng chừng đến bình minh sẽ tan hết Trời sáng cũng là lúc hai người Nên quay trở về địa phủ Tôi kéo mã song hỉ Từ bên trong đi ra hỏi anh ta Anh còn có tâm nguyện nào Chưa hoàn thành hay không Lúc này Mã Song Hỷ khoa tay muối chân, mô tả một chút ở trước ngực, rồi lại chỉ vào mông một chút. Đã khái là mô tả cô gái mông to ngực lớn. Tôi hỏi, anh muốn gặp Tôn Quân Liễu hay sao? Mã Song Hỷ liên tục gật đầu, vui mừng nhảy nhót. Tôi nói, tôi có thể dẫn anh đi thăm Tôn Quân Liễu, nhưng cô ấy không nhìn thấy anh. Anh cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Mã Song Hỷ lại gật đầu chúng tôi ra khỏi tiểu khu thì thấy hứa quản sinh run rẩy ở trong phòng bảo vệ nói chuyện với mấy đồng nghiệp làm ca đêm anh ta thấy tôi đã thay một bộ đồng phục bảo vệ cảm thấy lạ nên hỏi đại sư là muốn đổi nghề làm bảo vệ hay sao tôi nói đúng vậy dạo này rất khó tìm việc đổi làm bảo vệ cũng không có tội tối nay đừng trở về ký túc xá trưa mai hãy trở về nhớ chưa hứa quản sinh nói Tôi cũng định vậy, rất nhiều anh em đều tìm đến nhà thân thích bạn bè ở một đêm, ngày mai mới trở về. Người bảo vệ mới lạnh lùng cười nói, "Sợ cái đám ấy." Tôi dặn dò, "Tối nay cậu trở về cũng được, nhưng cẩn thận đừng lau sạch nước tiểu đồng tử trên sàn nhà, nhất định phải nhớ cho kỹ." Tôi ra khỏi tiểu khu, bắt taxi đến khoa tâm thần của bệnh viện. Trên đường đi tôi gọi điện cho Tạ Linh Ngọc, nói mình có thể sẽ trở về trễ một chút tạ linh ngọc chỉ nói trên đường đi nhớ cẩn thận làm xong việc thì trở về ngay tôi còn phải xử lý ngô công phi thiên tôi âm thầm thở dài một tiếng ngô công phi thiên thật là đáng thương nhắm vào ai không nhắm lại nhắm trúng tạ linh ngọc tài xế taxi thạch đại khắc xen vào hỏi tôi ngô công phi thiên là game online mới ra sao sao tôi chưa từng nghe Tôi nói, đó không phải là game online, là một gã đạo sĩ chuyên môn bay lên trời, chui xuống đất. Tài xế cười nói, cậu nói gì vậy? Người chứ đâu phải là máy bay đâu mà có thể bay lên trời, mà cũng chẳng phải là tên lửa mà có thể cắm xuống đất. Xe chạy một lát, tài xế taxi mới quay đầu lại nhìn thoáng qua hàng ghế sau xe. Nói với tôi, ông ấy cảm thấy thật âm mưu, cứ như kiểu phía sau có một con ma Tôi cười gượng không nói gì. Chúng tôi đến khoa tâm thần của bệnh viện, y tá trực đêm nghe tôi nói muốn gặp người, liền bảo, về quy tắc là không được cho phép, hơn nữa còn là bệnh nhân bị tâm thần phân liệt và mắc chứng hưng cảm thì lại càng không thể nào. Bác sĩ đã ra lệnh cấm, giờ lại còn là buổi tối, anh làm tôi rất là khó xử đấy. Tôi đưa cho y tá 200 tệ, y tá lấy cho tôi một chiếc áo khoác trắng rồi nói, Tôi thấy cậu có lòng như vậy, là làm một người tốt, nên tôi sẽ phá lệ dẫn cậu đến thăm một lần. Tôi vội vàng khen ngợi, "Chị gái à, chị không những là một người đẹp mà tâm hồn còn thiện lương, đúng là Bồ Tát sống." Tôi nhìn qua cửa sổ cách ly, Tôn Quân Liễu đang ngủ say, hình như chân tay còn bị còng. Y tá nói, "Sau khi dùng thuốc an thần, cô ấy mới đi ngủ, ngày mai dám định lại một lần nữa." Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần, tiếp nhận điều trị chuyên sâu. Chẳng qua chủ nhiệm chúng tôi nói sợ là không có chữa được. Tôi nói, cảm ơn chị gái, chị cứ đi làm việc của mình đi, tôi đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào là được rồi. Chị y tá đúng là vừa xinh đẹp, vừa lương thiện, cảm ơn chị nhiều. Khuôn mặt của y tá lập tức đỏ lên, ngượng ngùng bỏ đi. Mã song hỷ đứng ở cửa, từ xa nhìn vào, anh ta không đi vào phòng bệnh cũng không nói gì thêm. Mặc dù anh ta yêu một đóa tàn hoa bại liễu nhưng đây cũng là tình yêu cực kỳ cao quý. Trên thế giới này nào có mấy người chịu vì người mình yêu mà đứng lên ngăn cản một dao kia chứ? Tôi hỏi Mã Song Hỷ, anh có muốn nói gì không? Mã Song Hỷ lặng lặng nhìn hơn 10 phút, bỗng trên mặt anh ta lộ ra vẻ khác thường. Cả cơ thể giống như hoa sen nở tan biến vào hư vô tôn quân liễu xinh đẹp động lòng người vẫn ngủ yên như cũ sống điên điên dại dại thế này còn không bằng thoát khỏi đủ loại ràng buộc không còn thống khổ nữa tôi quay đầu nhìn tôn quân liễu tự mình rời đi nhưng vừa quay đầu đã bị dọa sợ ngã trên đất một đôi mắt dán vào cửa kính cả khuôn mặt hoàn toàn biến dạng trong khu cách ly của khoa tâm thần vào ban đêm đôi mắt dán vào kính chợt xuất hiện khiến tôi sợ hết hồn Tôn quân liễu đắc ý cười với tôi. Một tiểu quỷ ngồi xổm trên vai cô ấy. Hiệu quả truyền âm của thủy tinh vốn không tốt. Tôi chỉ có thể phân biệt mấy chữ thông qua khẩu hình miệng cô ấy. Cô ấy lặp đi lặp lại nói một câu như vậy. Tôi thành công rồi. Tôi thành công rồi. Tôi thành công rồi. Tiểu quỷ đứng trên vai tôn quân liễu rất nhỏ gầy, cả người đỏ rực, hàm răng nhỏ dài đặc. Cả người tôn quân liễu giống như tiểu quỷ, cả hai đều đang ở trong trạng thái giống nhau. Tiểu quỷ bị hái miệng, cô ấy cũng hái miệng, dáng vẻ rất cổ quái. Cô ấy nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ vui sướng sau thắng lợi. Tôi đứng dậy, nhìn thoáng qua tiểu quỷ bên cạnh cô ấy. Tiểu quỷ đã khống chế tôn quân liễu. Tôn quân liễu mua hoa bỉ ngạn, phỏng chừng chính là muốn tiễn tiểu quỷ bên cạnh đi. Kết quả là vẫn không tiễn đi được. Tôi mắng, tiểu quỷ mày đừng đắc ý có bạn lĩnh thì mày đi ra đi mày mà đi ra tao sẽ giết chết mày ngay đừng có ra vẻ đắc ý với tao tôi mắng rất nhiều thuốc sự chú ý của y tá trực đêm y tá hỏi tôi tối rồi lại đến đây mắng chửi lẽ nào cô ấy làm tổn thương cậu sao tôi nói không có gì cô ấy điên rồi bột một tiếng tôi dán một tấm bùa trấn quỷ lên trên cửa kính Tôn Quân Liễu lùi sang một bên nhìn tôi. Tôi vội vàng đi ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ về toàn bộ quá trình xảy ra. Tại sao Tôn Quân Liễu lại nói mình thành công rồi? Tôi dùng tay vỗ mạnh vào đầu mình, nhưng mà không có câu trả lời. Tôi ra khỏi cửa bệnh viện, nửa đêm không có nhiều taxi, đúng lúc gặp chiếc xe taxi trở về sau khi lượn một vòng. Bác tài kêu lên, "Đi thôi, tôi đưa cậu trở về." Trong lòng tôi đang chất chứa tâm sự, vừa mở cửa ngồi vào đã tò mò hỏi một câu. Tại sao anh lại vòng trở về? Tài xế taxi cười nói, nửa đêm nên cũng không làm ăn được nhiều, tôi nghĩ cậu chắc là sẽ nhanh chóng trở về nhà, cho nên mới lượn nửa vòng rồi đến đón cậu. Tôi hỏi, anh có thuốc lá hay không? Tài xế lấy cho tôi một điếu thuốc rồi mở cái bình thủy tinh ra, nửa bình đều là lá trà tôi ực một hơi uống hơn phân nửa. Tài xế lại hỏi, lá gan người anh em có lớn không? Nếu không phiền, tôi bật radio, nghe chuyện ma nửa đêm, được chứ? Tâm trạng tôi vốn đang nặng nề, nghe bác Tài nói vậy. Đây là lần đầu tiên có người hẹn tôi nửa đêm cùng nhau nghe chuyện ma, hơn nữa còn trên xe taxi, lại còn là hơn nửa đêm trên đại lộ thành phố trống rỗng, nên trong lòng tôi nhất thời vui vẻ. Tôi đáp, nghe, nghe chứ trong ánh thuốc lá lập lòe xe taxi khởi hành chạy dọc theo con đường ít người người dẫn chương trình đài phát thanh hạ thấp giọng nói tiếng nhạc nền âm trầm truyền ra trên một ngôi mộ yên tĩnh đột nhiên có một bàn tay bàn tay vươn ra khỏi ngôi mộ chiếc xe khẽ rung lên một đợt tài xế nói cậu nói xem là tay đàn ông hay là tay phụ nữ tôi cười nói có thể là bàn tay của một tên chuyển giới người dẫn chương trình tiếp tục. Bàn tay trông rất đẹp, sáng mịn, động lòng người. Tài xế lại cười nói, xem ra là tay của phụ nữ rồi. Người dẫn chương trình lại hạ thấp giọng Hai bàn tay chống ở mép quan tài. Một người đứng ra khỏi quan tài. Sắc mặt người nọ trắng bệch trên cầm có để râu. Tôi không nhìn được, vui vẻ nói. Là tôi đoán đúng rồi, tài xế taxi mắng không phải chứ là chuyện ma thái lan hay sao người dẫn chương trình lại ra vẻ âm trầm nói có lẽ các bạn bè thính giả đều đã đoán được rồi đây là một câu chuyện ma thái lan người đàn ông bò ra từ bên trong quan tài cười khúc khích nói tôi đã sống lại tôi đã sống lại tôi không nhìn được bật cười nói sống lại thôi có cái gì mà phải vui vẻ tài xế taxi có chút xấu hổ giải thích bình thường câu chuyện đều rất đáng sợ sao hôm nay lại đi theo hướng hài hước à thôi nghe tiếp xem sao khi đến nơi tôi như trút được gánh nặng rất có thể khi tôn quân liễu bị xe tông trọng thương vào đêm đó tiểu quỷ cô ấy đã nuôi đã thừa cơ chiếm lấy cơ thể cô ấy từ từ khống chế tôn quân liễu cái này có thể giải thích cho chứng phân liệt xuất hiện sau đó Cô ấy hô mình thành công rồi Có lẽ không phải lời của tôn quân liễu Mà là lời của tiểu quỷ Tôi trở lại chỗ ở Thấy cửa phòng tạ Linh Ngọc vẫn mở Nên mới gõ cửa Hỏi cô ấy muốn xử lý ngô công phi thiên như thế nào Tạ Linh Ngọc tức giận nói Ngày mai Tìm 10 diễn viên quần chúng hung hăng Đến cửa khách sạn Vị ương Nói phi thiên không trả tiền mua dâm Xem lão ta thoát thế nào Tôi bật ngửa nói. Ôi tạ cô nương, cô tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi thôi. Kết thúc tập 16 bộ truyện Thầy Phong Thủy cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.